Hello, chị Lâm TV8 xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Và hôm nay là ngày mùng 4 Tết các bạn. Và hôm nay nữa là nhà em là kết thúc Tết các bạn nhé. Thì hôm nay ở trên ngoại chồng vợ xuống chơi là em cũng làm ra Tết luôn. Và bây giờ thì em sẽ quay và chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn xem nhé. Hôm nay thì nhà em làm nồi lẩu thổ cẩm các bạn. Để tiện cho các cụ như là kết thúc Tết. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào xem vợ em đã chuẩn bị được những gì nhé. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nó xem. Let's go. Thì hoa đào này nở rất là đẹp các bạn này. Mùng 4 Tết mà nở rất đẹp các bạn nhá. Đấy, em thì mấy hôm nay khản tiếng các bạn. Nhưng hôm nay thì vẫn nói được rồi. Đây, đào rất là đẹp các bạn này. Đấy, đang nở rất đẹp. Còn trong này thì đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ đợi một khách xuống thôi các bạn nhá. Hôm nay món ăn món gì đây? Đây có món gì đấy? Lẩu cá này, lẩu thịt gà này, lẩu thịt bò này. Lẩu thập cẩm đúng không? Thập cẩm. Cá này, thịt gà này. Bò. Đấy còn một nồi lòng bò đấy các bạn. Lẩu lòng bò đấy. Đây nồi lòng bò nó được đấy nhỉ? Đấy và bây giờ thì sẽ đợi khách các bác nhá. Em sẽ quay và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn xem. Đấy, vậy chỉ còn hôm nay nữa là hết Tết các bác nhá. Mùng 4 Tết là nhà em cũng ra Tết luôn. Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa là phải đi làm các bác. Vâng, và bây giờ thì bên ngoài đã xuống các bác nhá. Đang ngồi mập. Em đặt máy quay đây chào các bác. Đấy, hôm nay làm là nồi lẩu thổ cẩm các bác nhá. Đây mà tất cả quý vị các bạn cùng vào dùng cơm với Trần Lâm cùng làm nhá. Tôi buổi xuân năm mới thì chú mẹ với chú đẹp xuống đây. Mời ông bà nhá. Chú giờ có khỏe không? Năm mới gặp nhiều may mắn. Em nhận định nguyên để cả cha. Ôi dồi ôi, một cái củ rau. Uống rượu hả? Đại chè. Đâu, cái điếu của gấu đâu. Xích được đây, lâu phết rồi đây. Ông mời thôi ông. Đóng tí, đóng tâm tâm. Cách cháu. Mời bà nha bà ơi. Mời ông bà. Bà mời cơ. Mời mới bà nhà, phết gia đình. Rồi cho vào đây đi. Cho trong dưới trước đi. Cho ông dưới trước. Chứ còn mùi dưới thôi mà. Hả? Mùi dưới. Mùi dưới tôm chút nữa cho mùi dưới. 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 Đúng rồi, cho bà mình mùi dưới. Mùi dưới. Xong gì đấy? Xong bỏ. Đi lên gì? Xích ở trên sân tử. Đấy, vẫn đang nó khỏe. Đây, này đủ đấy. Bà đó. Đây. Thôi. Trần trơn. Cái đũa này trơn. Đũa này trơn, rửa không kỹ. Cái đũa này nó vẫn trơn rồi, cái mua phải đúng trơn ý. Chú có công nhận là chú cầm ở đây là vừa thấy một mỡ không? Đúng thật, mỡ thật đây. Mỡ thật. Cái thôi đây chị đi dậy ăn thôi, đừng có để lời. Không lấy mà ăn chơn thật. Chơn thật mà. Và chơn bơ. Thế thì em chơn. Bây giờ hôm nay tôi chuẩn bị bát rồi. Đúng rồi, lúc nào đúng vậy. Lại đúng. Đúng rồi. Em chú thích có xin cái. Rồi, cái gì lau tay đây này. Mời chú nhé. Không có ai này. Phải chấm một tí hơn tao. Để tiền sau. Thì lấy nước ngọt kia làm lên lên đây cho chạm nó dễ. Các bạn bóc mì gói muối cho đây. Cái gì con bà ơi bóc cái này nào ấy. Chả đầu tương Hà Nội. Ăn nhiều bà nha. Máu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nghe tiếp khách rồi. Đây.
là trên Đồng Đa. Thì hạnh, thì thơm. Các bạn ơi, cái này ra này. Nếu mà có cạnh cạnh ngồi kia luôn. Hoặc là chú biết, chú biết gì vậy? Không cứ nhúng thoải mái đi, thế này. Ai ra đầu đây? Mẹ bỏ bố đến kim hồ đà, cái này năm hôm. Đầy ông dùng hay bên ông bà. Bố. Kệ, cái thoải mái đó mà. Vừa xong đây. Ấy. Khách trên Đồng Đa. Cũng mà vừa xong hết rồi, từ trong mà chứ. Đấy. Hết rồi. Trong nhà, trong nhà. Trong nhà con mà. Nhà này. Đấy, đấy bố rồi. Không, nhiều thiếu gì. Chú kia luôn. Mời tất cả quý vị bạn nhé. Không tài nào tiệt tông mà cô có đá không được là cái cá này tôi cứ tu bánh nhen à cá giòn này chị ở đây cũng được cá giòn nữa mà đấy cá gì nhở lấy cá được cá chắc mỗi mình trên đây có cá giòn nhìn là biết cá biết cái gì cá ăn được đi mua cá chấm tại vì ông chị nó kêu ông không ăn được cá chép. Có tí nữa, mà chơi tí nữa, vừa tí nữa. Điện bê ăn lẩu luôn, hót em ăn cơm thì bê phải ăn tí. Lăn lộng rồi, lại sao cái thứ kia chơi xong tốn về. Lo bỏ leo vào đường, ăn hát vật cơm. Làm mì tôm. Ăn cơm, ăn cơm gì đấy á? 1 giờ mà ăn, 1 giờ mà ăn bên... Có, mà ăn hết 1 quán mì tôm á. Thôi, mời chú nhé. Sao lại đi chơi? Thôi đi về đi. Đi về đi tối rồi đi chơi đồng nhà tháng mấy? Tháng 5. Ăn ngủ lên không thơ như vậy làm gì, chả về được. Đây, không thơ. Từ từ đấy. Đúng mẹ cá. Xuống đây lần nào chứ nhỉ? Chưa. Chưa nhỉ? Đầu tiên. Đầu tiên á? Còn năm trước ông nào ấy? Mà ông, còn năm trước. Đấy. Thế thì xin các cụ, tại mình ra Tết rồi. Ôi, ở xã khác, thôn mà khác. Dạ. Mai của thôn mình đâu? Mai của thôn mình tôm không? Vâng, vâng, vâng. Tôm bên dưới nữa đi. Lấy luôn. Cách bên dưới bên là khoảng có đi. Con cây có 5 xuống các bạn. Rồi, 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 cậu ạ. À, lấy cả sân khấu à, cậu ạ? Lấy cả sân khấu à? Nhúng thêm bên kia chưa hả anh? Cứ nhúng hết đi. À, cứ để ở kia đi. Cứ bỏ đây đi. Nên là chúng thêm mấy đĩa nữa đi, đặt ra cái sân khấu tí, cháu lắp cho sáng mai rồi lắp loa đài sớm thôi. Miếng mà tí cho kịp cháu chở loa đài xuống luôn. Nhắc từ từ đi rồi người ta ăn chưa về. Đúng khó là khó được rồi. Ở này, trong này làm ba miếng bầm. Thì chúng ta cái đây thịt bò. Ôi thịt bò. Chỗ nó ra hết đi. Bao luôn ai thử rồi. Còn ông nói trên đội 7 đi xuống về như thế nào. Không mình về qua, về tôi nhỉ. Cần như năm cưới. Đâu? Làm to rồi, trên về xong chưa? Cứ tầm 50 tuổi là mừng thọ đi thế này. Đấy chuẩn. Ai cho làm hai cái làm tự tiểu thức đấy. Đấy người ta có đến được không? Thôi mới hai chú cháu mình thôi. Chẳng có ai. Chú cháu còn ai nữa chạy. Thôi tầm này mà gọi giờ rượu rất khó vì một cái chiến là uống từ sáng chưa đây. Mà rồi, ok, cái cơ bản là không biết giờ nào về, không định lượng được giờ đấy này. Chơi nhỏ tàn á. Nó đá nó hơi đúng không? Ở đây. Chị này, nào, em nhặt mía đi, mía bát em đi đúng cho. Đây. Thằng không lấy thằng một thằng trước cái con thùng nước đậu cái gì nhổ mạ ra. Đúng rồi đi nhổ mạ. Mạ. Mai cháu tới. Không xung rồi. Mai cháu ta đã bờ kìa. Cắt hết à? Hết rồi, ăn cả cái. Ăn cả cái gì nữa. Hết một hộp rồi. Hết hộp. Hộp được 8 cái thôi, một to. Cái này cả 10 đến 8. Cái loại nhỏ nhỏ là 10, cái này 8 cái mà. À, của cò này vị chi là hết 4 cái xúc xích là 60 nghìn 60 nghìn rồi, tính nhận tiền rồi. Cái áo
Bây áo 60.000 với lại kia 30.000. Kèm nữa. Tiền 30.000 nữa. Ôi, thẳng rồi. 2, với 30.000 thì kèm 150. Em bổ lợi thế thôi. 150 với 3.000. Ôi, tròn 88 luôn đấy. Hết rồi. Thế là 160 rồi. Ôm 2 cục rồi. Có hết sạch rồi. Ôm 2 cục. Làm nào thì làm. Để đi bổ lợi thế thôi con ạ. Con đi bổ lợi thế. Cậu yên tâm, vâng vâng lượt giữa nhà làm tem ra là tung ghế. Vé đắt không? Có lượt không? Đựng nhựa. Này này, nó đúng là thu tiền, nó thu tiền nhẹ. Con này chưa ăn thua, bọn tam túc của con đấy. Tam túc. Còn cái này, cái, không, ở cái đấy nó là quanh năm. Bài Đinh ấy. À, Bài Đinh quanh năm luôn. Quanh năm. Nó là trung tâm mà. Tam túc nhỏ nhất là vé tầm 2.3. Người đi ra một ngày hết sao được? Mình đi ngoài hòa thôi. Không, ý là mình đi theo tour thôi. Cái nào mình cũng vào. Không, đi theo tour là một ngày này. Mệt lắm. Đây, là đây mình đi là mình đi chủ yếu. Đã đi gặp cái chỗ chính rồi, mình đã đi lấy đâu. Ừ, mời chú nha. Chú nào mình vào xem nào. Đi cái... Về là ngô. Món rửa cái nước ngọt rồi ăn cơm rồi. Uống rửa cái nước ngọt luôn. Uống thì khác. Không có được bối buồn ngọt. Có được bối buồn ngọt. Vậy lúc đấy ít quên đùm lên một ấm nước. Lên nhà bà con bối đây. Nước đá. Vừa đây nó là thiệt tươi. Bây giờ mình nhẹ nhẹ biết. Đá đây. Đá nhưng mà từ đấy giờ lại không tưởng không có nước kia cũng được ngọt. Có không đi. Để anh đổ nước ngọt. Đằng kia nước ngọt. Nó là bối không ngon. Hôm qua đi ra ngoài tìm miền nối nước bối rồi uống cơm ngon thế. Đây cũng có anh Tú rồi uống rượu thì anh Tú ngồi đây thôi. Anh Tú sang chưa? Lấy được người dồn dồn kia thì không, mà đang ngồi dồn dồn ra kia đây, dồn dồn ra đây là ai chú vào đây là xong. Anh chú vào đây nữa. Đây. Đây chú vào đây chú. Đây chú vào đây. Có vậy đâu mà. Đây, ông ngồi ngồi đây. Thêm gấp thằng kia. Đây là. Trần đi. Đây. Đủ ở đây. Đấy, không ngồi vào đây được. Ba thì đuổi em đi chơi đi. Lấy cho anh cái bát. À, đủ nữa. Đuổi em đi chơi đi để cho cậu bảo bút được cô. Đi em chơi về anh chơi con. Anh em đi đi. Anh đi gọn, con đi gọn mà. Thơm lấy cái bát rồi, à, được chú với bát. Dạ. Bát. À kìa. Anh chú với em. Để giới thiệu tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì gia đình cũng là bữa cuối cùng để ra Tết. Thì có các bác, các anh, các chị cũng như là trên quê vợ là có bà mẹ vợ và các chú các thím. Thì hôm nay là đúng là nó là cái duyên cả hai nhà có thể nhau là đúng là công tác bên ngoại và bên nội luôn đấy, đấy đúng không? Đúng rồi, đúng ngoại luôn. Đây mời tất cả quý vị các bạn cùng dùng cơm với gia đình nhé. Bảo có mình một chuyên đi uống rượu thuê từ kia rồi. Dạ. Mày quay trực tiếp của anh. Đây cho tất cả quý vị bạn nhé. Đây là anh Tú, Xuân Tú. À, đôi bảy lần đa. Hôm nay là phải chịu bố đâu. Là Triều Tiên các bạn. Chào các bạn nhé. Mà ăn thôi, có cái mà ăn thì còn được. Đấy kia là ngoài kia là bà Sự. Với lại chị Hạnh, với lại chị Thơm. Hôm nay anh Tài không phải à? Khi phải cho ra xem được cái Trần Lâm TV là có hình ảnh anh là được rồi. Sáng mai nhé. Sáng mai là đi. Còn đây là chú Hà thì có Hà lý rồi đấy. Còn đây là cầu Thọ đây, còn qua Thọ thì ai biết đấy mà. Đây, qua Thọ đấy. Đó, quả cam chiên kem, đây. Khi nào? Cái đấy như thế. Anh quên đây mình view đẹp mà. Nhìn view cực kỳ đẹp luôn đây, cực kỳ view đẹp luôn. Chị ạ. Chưa quy chuẩn. Em chưa em cãi chứ, cần mấy nữa em cần. Gì kia, bây giờ em chỉ có xây được bao lên tầm kia mà là lên đó là nhiều lắm. Nhưng mà chưa cả vậy. Tuổi mất cái thôi. Thế thì giờ xây lên nữa này đầy bù mất rồi thôi. Lại đầy bù á? Ở đây sắp không thì lại bay ra ngoài mà được à? Ra đường mà phải với anh em về nó gần nhau luôn. Ta lại xin lợi gần nhau. Ta như mình kia được mất mấy cái xin kia. Không, không, không. Ngay chỗ ngã ba, đội 7. À, trên đội 7 thì tiền hả? Đây. Anh nói sửa nhiều hết đấy. Cầu thì là chuyên điện lạnh. Điện lạnh thì nhá, mình dùng rất nhiều. Thế
này. Nhưng mà này không, đôi khi được không hỏng vì chắc còn đồ mới chưa hỏng. Không phải. Anh còn đồ chế. À. Đấy. Đồ chế này gặp con rồi. Anh còn đồ chế vào bên trong không vàng được. Đấy. Ê, bóng ơi. Bóng. Nó ăn đây à? Đây, chị thả ra. Thầy hôm nay là kết thúc năm các bạn, kết thúc Tết thôi. Từ mai đi là đi cấy gì đấy. Nhưng vẫn Tết bình thường là đi trên các cụ ra ngoài. Để cho nó lại mặt thứ ba lại bắt đầu kiếm tiền đi, kiểu vậy. Bảo hôm nay là hết Tết rồi, ngày mai con lại phải đi cấy. Đi cấy, đi cấy. Anh thử ổn. Đây này nó mới là đặc sản này. Tao quay quay. Xin mời các bạn ăn đặc sản là đi bồng nhá. Đấy. Có anh Tú làm cái lâu được đấy. Đây ạ. Dạ, nào làm kêu canh. Mời anh em nhá. Mặc dù bố biết ngon chân. Đúng rồi. Đấy, ổ quê là rất ngon của anh, không ngon giặt. Nhưng mà cái quả nó rất giòn, quả này nó hơi bỏ. Không qua là bỏ là hơi xấu. Các cháu đi ngủ như mình nó lạnh. Lạnh thì tiếu. Quay ẩm thực thì lấy cái không. Không, chú ơi, chú này thì giỏi lắm, kém mình 7 tuổi. Không, chú vợ, nó gọi là chú. Hiểu vậy, ở đây là chú thì vậy. 7 ạ? Em gọi được là chị thì thôi, gọi bằng anh em là chị. À, anh nhưng mà thôi thì cái gì cái? Quê gốc của chú thì gì à, là cái gì ngoài cái ngoài tiếng Trung là anh Mỹ Đức. Vẫn tôn trọng. Trong Mỹ Đức. Quê con em cũng ở ngoài Mỹ Đức. Đây, cũng Mỹ Đức đây. Quê ở Mỹ Đức là quê của em. Ừ. Đây, chú nhà đây là gặp nhau quê quê đây. Đây, Tôn Thọ mà. Đây, anh em đây gì đây? Quên, quên không nói. Nhà bác gì đây? Ông An này, ông An là chú ruột thợ ông Hải. Ông An là ông chú này. Đây. Bác An. Đây. Ông An này. Vâng, đúng rồi, dần dần. Ông chú là đúng. Mong 8 Tết, mùng sọ 33, ăn ký Tết mùng sọ 33, 70 đấy. À, thế ạ. Chúc một mọc cố cổ đấy. Đây, nhiều khi là anh em nó lại vòng vòng nhau là anh em hết đấy. Là anh em toàn lấy nhau. Không phải lấy nhau, mà nó vòng vòng là liên quan người này người kia. Mong chín là 37-70 mà, mùng sáu 70 mà. Nhà em là con cháu Khánh Vân. Em gà? Khánh, Khánh. Khánh Vân. Lâm, 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 khỏe đấy là anh cũng chắc cũng không làm được rồi. Nhà bác Cốc gần nhà bác. Mời em nhá. Nhà bác Cốc gần nhà bác An, anh biết không? Có. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đúng lúc nào cụ mất mà. Dạ vâng. Nghĩa ra là em chỉ đi làm đạo diễn thì thôi. Nhưng mà... đạo diễn ấy. Cái gì? Làm đạo diễn. Đạo quận này chú Bắc à? Em ấy. Vâng ạ. Mời anh em nhá. Mời anh em ra đây. Đấy. Bây giờ tất cả quý vị bạn nhà đây là Xuân Tú. Đây là anh Xuân Tú. Chị Nguyễn Hạnh à? Tạ Hạnh. Tạ Hạnh. Tạ Hạnh. Đại cháu là chuyên giò chả nhá. Lên nói. Còn là hơn cả cái giò chả ngoài kia, ngoài giò chả gì nhỉ? Ưu lệ. Còn hơn cả giò chả ưu lệ các bác nhá. Chúng chúng em là một đôi. Cái đoạn 1 quay đoạn 1. Không, vậy mà. Em ngắn hết mà. Đoạn 3 này cũng có. Đúng. Của Đời Xuân. Xin nói chung bác. Đến là ông cả lên bà lãnh đạo các bạn chờ chúng về luôn đấy về nhà thôi chứ không cho chính xác là nó không có gì đấy mà tôi đây đâu rồi vâng, anh ngồi đây để em tính nhé. Ok. Em ra. Thì em mới bán đâu.
Đấy, tất cả quý vị các bạn nhé, đây là các chú Trương Quốc Hải đã về. Thì tất cả các bạn trên này cũng có cái nhất là có lời để chúc thêm cho ông cho bà để con cháu lên dỗ hội thì gặp là dỗ hội á bóc cho nên dỗ hội có lời chúc như lời chúc của ông chú mà đẹp nhất là dỗ hội bên ông cái chú á ta lại quên đi dỗ hội chúc ông mà để được coi cho đất có sức khỏe. Còn cái anh các chị là đi làm ăn là làm nhiều cái bàn thân uống rất nhiều mơ được tìm cướp được cái đấy và bây giờ thì đây đang đợi đây chờ đợi. Nên hôm nay là 02/07 đến chứ 07 cứ là 02/07 đúng không? Tự nhiên đến nhau thì nó là cái duyên. Đấy thì bây giờ là các ca đây là ngồi đợi là trường ngoại nhé. Hay là 40 khi nào 40 cho con chiều này đấy. Múc một cọc mẹ. Ừ. Mua đấy là đi nhé. Đây. Đây đâu? Đây các bạn nhìn cái đào này. Vẫn còn xuân nhé, xuân thì vẫn có. Nhưng Tết thì hết rồi. Bác, sao này bà? Thôi bà ơi. Đấy, xong rồi. Chính xác rồi. Chính xác rồi. Chỉ có máy thôi. Cây này tháng 5 tiền gốc những cái cành này đi. Đây cháu chọn hết cành ngoài đi. Những cành đẹp để lại. Tán nó ra lộc to quá. Chờ Lâm chưa về tán nhé. Đấy bây giờ là phía các ông cơ bà trên ngoại. Ôi mày đã vứt gì đó về trên nhà. Chào anh chị nhá. Ôi. Ôi. Chính mình. Không đang nhìn đây. Đấy, hôm nay là nhà là gọi là hết Tết đấy. Hết Tết và đông như vậy. Nó là cái duyên. Chào anh em nhá. Vâng. Em về anh ơi. Vâng. Em về anh ơi. Ôi, lên phòng hỏi cho mẹ bay đến đón nhá. Mở được không? Mẹ bay nhá, mẹ về nhá. Đi chị nhà mẹ nhá, mẹ về nhá. Mẹ vợ là năm nay là cái táo là bị lỗi này, cái táo này là hết quả này. Vâng. Không kia nó còn quả trên con đi kìa, quả đã không mất được là còn. Không, nó có quả nhưng ít. Táo dai này. Đây là táo nhớt này. Không. Táo ngon đấy nhưng mà năm nay lại ít quả. Táo này táo nhớt đi còn gì nữa, táo cũng xưa. Táo ngọt đấy. Táo ngọt đấy. Ngọt đó. Ngọt đâu, nó chín đâu. Nhưng mà hết quả cái đấy nó mới chín. Ừ, năm nay nó ăn sớm rồi. Nhưng mà ít quả. À, đây sang bên đường nhà ông Lập à? Lập đây. À, mới mở đường. Giờ tí làm rẻ rồi. Cái gì tí? Ai làm rẻ? Đấy bây giờ bên ngoài nó về nhá. Anh em mình rung rung tự nó lên đấy. Bây giờ làm rung rong này. Cái này là thích rung mà phải rung. Đang co. Sao mà về cầu sơn này chị? Ôi nhưng mà kéo hơi xa. Cái nêu là kéo ra nhưng mà cái đảo tuyệt vời. Vâng. Kéo ra. Đây. Đây các bạn này. Đảo phai đây. Anh em nhá, cái đảo tuyệt vời luôn. Chưa đến 100 tuổi đâu nhưng nó khoảng 70 tuổi rồi. 70 tuổi. Xoay gốc. Xoay gốc được. Các bạn sẽ biết được cái đảo là cái đảo phai. Không phải là đảo bích. Nó tuyệt vời luôn. Đến giờ này hoa vẫn đang tồn tại. Đây like cho túi nhé. Em sẽ gửi anh Facebook cho anh đoạn này. Được chưa? Cảm ơn các bạn. Đây bây giờ mời tất cả quý vị các bạn nhé. Vào anh em lại chiến tiếp. Đấy. Cái đảo đẹp nhỉ. Trong một cái đảo này hôm nay mà ấy. Không bao nhiêu người mua em có bán đâu. Tuyệt vời luôn cái đảo. Đúng không? Bây giờ chú quay lên anh bảo là sao Lâm ơi cái đảo nhà đẹp vậy. Thì đó. Thế mà cho lên hàng được nữa. Đây mời tất cả các bạn vào. Anh em chúng ta lại nhà ông Sơn một cái đảo
Thôi thì hôm nay là về Trà Lâm TV 28 nhá. Chào gia đình nhá. Uống với Trà Lâm TV 28. Một ly. Không say. Không say không phải. Mà say cũng không phải. Đằng nào cũng không về gì đều không về. Chào các bạn nhá. Đi vào ạ. Lúc này mà mẹ đi còn đi không có. Đấy, giới thiệu tất cả quý vị bạn nhé. Vừa xong là có chỗ gia đình nhà ngoại của Trà Lâm TV 28 xuống. Thì bây giờ đấy là có các anh Tú lại mà trên đập đa xuống chơi. Thì tiếp tục anh em lại uống tiếp để cho ẩm thực hôm nay thì chỉ có lẩu thôi các bạn. Lẩu thì rất là thập cẩm tất cả các món. Quay không quay chi tiết được. Quá tuyệt vời luôn. Và như hôm nay ấy, thì nó là ngày cuối cùng là để Trà Lâm TV 28 gọi là hết Tết. Ngày mai chúng ta lại là vừa Tết vừa là du xuân. Đấy, được chưa? Đấy, anh em hôm nay chỉ có bình rượu sim thôi. Sim thì nhà chồng đấy. Uống này mà chết à? Đấy, đó. Mình mà chết. Không sợ, không sợ. Thế không sao? Chúng uống với đại khách các bác nhá. Đại khách. Đấy là cu tuân là không đến à? Có chứ. Đang đến rồi. Nếu mà tổng sáu ra mà xin lỗi đi cơ mà. Thầy thằng đấy nó cũng thằng Quân nó biết thông tin là anh ở đây rồi. Có khả năng. Đấy, giới thiệu tất cả quý bạn nhá, đây là anh Xuân Tú. Chào các bạn nhá. Tôi đến từ Quảng Châu, à quên, từ Đồng Đa quán. Xin chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe. Chúc các bạn của anh em Trà Lâm TV 28 sức khỏe dồi dào, cứ mỗi một năm một sức khỏe dần dần nhá. Ai Quân à? Quân không sao à? Các bạn là chúc Trà Lâm TV 28 một chén rượu đấy, chúc mừng năm mới, gia đình dồi dào sức khỏe, công việc của Quân thuận lợi, tiền vào như nước, tiền ra giỏ rọt như cả phê phín như thế thôi. Tiền ra nhiều thì mới kiếm được nhiều, tiền ra ít thì thế thôi. Không, tiền vào phải như nước. Chúc cái ra nhiều là phát triển nhá. Em có bên này rất nhiều. Ok, chào bà, cũng chúc anh, chú đệ và gia đình. Còn từ gia đình, sáng năm mới mạnh khỏe ạ. Rồi. Mạnh khỏe là có tất cả rồi. Làm ăn gần nhau may mắn. Chúc Trà Lâm tiền thì nói chung là già anh quá nhiều tiền thì không thôi chúc tiền nữa mà cứ sức khỏe thôi. Anh cứ chúc Trà Lâm TV 28 là mạnh khỏe này. Chúc khán giả của TV Trà Lâm TV 28 sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như cà phê phin. Đây là anh em Xuân Tú thôi. Đấy, nhà thơ rồi. Đấy, cứ đi nghĩa là nhà văn nhà thơ. Nó học đấy, mời tất cả quý vị các bạn cùng đây vừa xong là 20 giờ đấy, giờ chỉ còn có mấy anh em thôi nghe đây. Nước gì nhà các bà vậy, một ván như gì được không? À, không ấy, tí anh chị ra đây chơi rồi chú nhà nhá. Và các bà là mẹ bắt nước với lại vợ đang cấy. Cấy thì gọi mẹ kiểu ôi không biết cái quan trọng như vậy mà cấy để đấy là mang đến chất công việc. Còn chuẩn ra là hôm nay là ngồi nhà chú Lâm, nhưng mà nhà chú Lâm là chú cũng có nhiều khách. Anh nhà cô chú không chuẩn bị được hết. Thế chú bây giờ chú có thời gian đấy. Một gói á? Ba đứa cả. Ba đứa. Đây cứ các bạn. Một chai. Thế tiếp tục là thì đứa là sẽ. Rồi ok. Tí anh sang tốt đây. Có gì nói thôi. Để anh về đấy đây, anh đến mỗi nhà một tí thôi. Ai cũng thấy sang bên này được không? Nhá. Ok. Ok. Nhưng mà chuẩn đó anh thằng anh cũng đẹp trai phết đấy. Không anh thì nó là. Nào, mời Lâm ván nữa. Xong là nếu không đẹp thì chị cho anh đi lâu rồi. Vâng. Chuẩn chưa? Nước ngoài thì em mà không phải đơn giản. Anh vẫn tốc độ. Đẹp trai nhỉ. Ờ, đẹp trai.
đấy. Nhưng mà cha thì chị cho đi lâu rồi. Chào các bạn nhé. Các bạn thông cảm là hôm nay là Xuân Tú uống hơi nhiều, thế là nói là hơi bị lắc, thế nên các bạn thông cảm. Theo dõi kênh Trần Lâm TV 28 thì ủng hộ cho kênh Trần Lâm TV 28 nhá. Nói chung là các bác cứ theo dõi Trần, theo dõi kênh của em theo từng bước quá nhá. Em thì chúng ta lớn lên lại khuôn mặt thứ hai là cửa bình xong rồi đấy. Đấy, hôm nay thì làm quá. Một hai chén nữa là đây. Và bây giờ thì anh em lại tiếp tục, tí nữa là sẽ sang nhà cô Tuyết. Ok. Để đi chuyển ăn tất nhiên ăn bữa cuối cùng ngày Tết. Mùng 4 Tết là hết Tết rồi, nhưng mà anh Tết thì còn nhiều. Nhưng mà mùng buổi cuối cùng như chủ kênh là không được nói là buổi cuối cùng. Không, gọi là 3 ngày Tết. Hôm nay là Xuân Tú về Yên Mồng. Đấy thì mình gọi là ra Tết. Nay là đi các gì? Các bà một ván là Xuân Tú cũng xin phép là về. Đấy. Chúc các bạn khán giả của Trần Lâm TV một sức khỏe, một năm mới sức khỏe nhá. Đấy, bây giờ thì Trần Lâm TV xem tập dừng đây, xong là từ đó sang chỗ nhà cô Tuyết, Trần Tuân, Bùi Tuân sẽ quay tiếp cho tất cả quý vị và các bạn xem nhá. Hello Trần Lâm TV 8, xin chào tất cả quý bạn nhá. Vừa xong là uống bên Trần Lâm các bạn, thì bây giờ lại là sang nhà cô Tuyết. Đấy. Để đưa chỗ anh trên đầm đa về sang cho nhà cô Tuyết. Đây nhà cô Tuyết thì tất cả mọi người đều biết hết rồi. Đấy thì bây giờ Trần Lâm TV 8 lại quay và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. À, ngày cuối cùng của Tết. Là mùng 4 Tết các bạn nhé. Thì mọi người đã đi cấy và đi làm hết rồi. Ở quê hương nó vậy các bạn. Thì mọi người đang lại tiếp tục đón khách. Khách đây là khách trên đầm đa các bác nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân Trần Lâm TV 8 vào nhà nhé. Giới thiệu tất cả quý vị các bạn là mọi người vừa đi cấy về đấy. Đi cấy về. Đấy, đang tiếp tục để đón khách tiếp. Nhưng mà không khí Tết thì vẫn còn. Đây, không khí Tết thì vẫn còn các bác nhé. Khi còn đào còn cuốc thì vẫn gọi là còn Tết. Thì các anh với lại các bác là sao đây chưng. Để các bác lại sang đây chỗ nhà thì cô Tuyết. Chào các bạn nhá. Chào các bạn đi Trần Lâm TV 28 nhá. Bên này là rằng là điện chú Tuân sang mà không sao được. Của cái điện này vẫn còn nguyên. Dạ. Anh Tú nói gì thì vẫn lưu được lại. Mà Viên Lâm đâu khách mà không tiếp được. Còn nguyên. Đã không vừa vào bàn rửa cho ba anh. Anh nha. Ba chị ơi. Đây không đấy. Bà đã diện hoàn chị Giang nha. Trừ khi là một cái Tết thì chỉ mong là khoảng 100 khách, 100 khách đến mừng tuổi thôi là được. Còn lại đây và bây giờ thì sai chỗ nhà cô Tuyết bây giờ cũng là hơn gần 7 giờ tối rồi. Chỉ tiếp tục anh em lại. Bây giờ đây, đang ngồi đây để uống rượu các bác nhá. Đấy, mẹ con chú cháu xuống đây là chúc Tết là chúc ông bà cho năm mới khỏe, chúc em một năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, mới mạnh khỏe phát đạt đều vậy. Thế là được rồi, ok. Nào, đúng rồi. Còn xuân chú chào các bạn nhá. À, chào các bạn. Chào Trần Lâm TV 8 đây là chúc rồi. Chúc Tết rồi. Diễn viên mà. Đây, sang đây là cái món này là hết kiêng rồi. Hôm qua Lâm sang đây cũng ăn được ăn món này rồi. Đây là nhà cô Tuyết Trần, nhà chú Đăng cũng như là nhà Bùi Tuân. Qua Lâm ăn là nhạt quá. Nhạt quá.
một năm mới nhé. Chúc tất cả tấm lòng tấm linh quang ngày gần đây linh quang là lưỡi đảng nguyên hệ nước thôi. Anh chú ý được không hay là thiếu? Đúng rồi. Chú ý vậy. Chúc gia đình thêm các cháu luôn. À đấy, cái gì sai đấy các bà chị. Bà chị thì nói là hôm nay cũng ngày cũng là sang năm mới tham gia. Ông tên là gì nhỉ? Quên tên rồi. Tên quên. Thôi nói thì nói. Con cũng nhiều rồi. Nhưng mà tuyệt vời. Cầu xuân năm mới là chúc ông bà nhé. Một năm mới mạnh khỏe này. Các em là mạnh khỏe rồi cả. Các cháu là sức khỏe học giỏi. Bán thôi nhưng mà bán em rồi. Con là con cũng chỉ của bán này là con cũng đơ rồi mà. Nhà đây ạ. Đấy các bác ạ, chương trình tối nay thì vừa xong bên Trà Lâm. Bây giờ sang nhà cô Tuyết nhé. Đây, đúng là cơm canh nhé. Có canh này. Chỉ có cơm canh một nhà mới đi làm. Gà thì gà quê không thiếu gì cả. Nhưng mà cơm canh này ngon các bác ạ. Ngày Tết là thịt là chán hết rồi. Ngon cô Tuyết nhé. Ngon thì có răng. Đâu đây, chà anh ạ. Có đồ đâu đâu. Ông ấy. Nhà bà Thất. Ở nhà có bàn. Không phải long trọng nhưng chỉ cần bát canh này là tuyệt vời rồi. Cảm ơn gì nhá. Bát này cái trông sợ mạnh mạnh mạnh. Cho em tới đây một chút nha. Bát này ok. Không phải đi đâu, ngồi ăn đi. Làm cơm đi. Làm ăn được một nem đủ năm. Thôi ông con. Cơm canh này thôi. Cái gì nó là tình cảm rồi. Cái gì ăn được của mình là mình có ăn thế này nó rất là đông quá rồi. Sâu con mình một con cá có thể chẻ đôi ra để con lá sung ăn được. Đông quá. Nó là tủ lạnh tốt quá. Ăn gà mái kẻ đi. Nó là thịt đông mà. Nhà phòng tan rồi. Nhà cháu là xin phép ông bà là nhà cháu là gà mái nó đẻ ba lứa rồi. Cháu vẫn ăn được. Đấy. Nhưng mà năm nay thì xuống chung hết là sưu tầm gà nặng thì vẫn nhận. Nhà mày chờ chưa quay là chưa quay đi. Dạ. Vợ chồng tốt là mẹ là nhà cháu á? Bắt đầu về. Về. Cháu quay nhiều video rồi chứ. Nó thứ nhất là gần nhau. Bác này có bác bảo ra tìm được đấy. Về ngoài chưa? Đây lấy đi chúc Tết. Năm nay không về. Sang năm. Sang năm. Đấy, giới thiệu cả quý vị bạn nhé, hôm nay là của chỗ bác sự đây. Đây là bác sự nha, là chị gái của bố Trà Lâm Tìm Giám. Là xuống chỗ nhà ở đây chúc Tết. Nói là đấy, anh Tú và chị anh cùng chú Vám không? Hạnh. Nói gì nói là đây là chị Thơm. Chú gì nhá? Nào đúng rồi, tôi đang đồng hành bên cái. Vâng. Đây là chú Đang thì đấy, như là ai nhỉ? Nếu mà chưa xem thì chưa biết thì xem rồi là biết rồi. Ok. Mà tất cả quý vị các bạn nhá. Đây là ai đây? Giới thiệu ạ. Để các bác này. Cái món này là đặc sản này. Canh. Canh đứt là con đâu để tài nó ăn đâu. Con đang rót rượu kìa. Anh em cứ cháu bây giờ là nốt chén này để và tạm dừng video. Là các anh các bác là sẽ về trên nhà. Trên đầm đà các bác nhá, trên Chùa Tiên đấy. Được không được. Nhưng mà vẫn muốn là ví dụ là có ở nhà thì mình nghe thôi, còn con em không phải đi, vẫn phải làm như đấy chứ. Bây giờ ở nhà nó chết. Không, cứ từ từ thôi, đừng có tham vọng gì cả. Chào các bạn nhé. Đây, có được chưa? Và bây giờ thì nốt chén này các bác nhá, để là kết thúc video để cho anh em là xin chào các bạn nhá. Rồi hôm nay là anh Tú với lại các chợ trên đà ra xuống chơi. Vừa uống nhá, bây giờ Lâm bây giờ là sang đây tiếp tục nhá. Chợ Lâm tìm tám nốt chén này uống nhá. Anh em mình uống nhá này, bắt đầu mình nói sao. Đây mà tất cả quý vị các bạn nhá, chén cuối cùng đây.
Đấy, và bây giờ thì Trần Lâm TV 8 xin phép kết thúc video này nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video tiếp nhé. Quý vị xem video của Trần Lâm TV 8 hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lâm TV 8 nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nhá. Xin chào. Các bạn chào các bạn TV nhá. Nó phải ấy thôi. Nằm ngay rồi.